sâu với những nội dung của số phát sóng ngày hôm nay nha. Vừa qua, Aladdin được Forbes công nhận là nhà tuyển dụng đa dạng tốt nhất 2023. Điều thú vị hơn nữa là Aladdin xếp hạng 22 trong số 500 công ty nổi bật, ngoài việc đứng đầu trong danh mục phần mềm và dịch vụ. Danh sách hàng năm về nhà tuyển dụng tốt nhất cho sự đa dạng của Forbes được tổng hợp bởi cuộc khảo sát độc lập phối hợp với công ty nghiên cứu thị trường Starista, tập trung vào các tổ chức đang tích cực ưu tiên sự đa dạng trong nhân viên, giám đốc điều hành, thành viên hội đồng quản trị và các sáng kiến trong toàn công ty. Để có được sự công nhận này, Autodesk đã có những duy trì và nỗ lực thay đổi sau. Ra mắt chương trình Flash Forward, bao gồm nhiều chính sách và chương trình lấy nhân viên làm trung tâm. Và quan trọng, nó cũng khẳng định tầm quan trọng của Autodesk về tính linh hoạt vào thời điểm mà nhiều công ty đang yêu cầu nhân viên quay lại văn phòng vào một số ngày nhất định mỗi tuần. Autodesk sẽ duy trì hoạt động và không có kế hoạch cho các nhiệm vụ quay lại văn phòng của công ty đối với nhân viên làm việc từ xa. Xây dựng trung tâm tương tác công nghệ Autodesk tại Đại học bang California Northridge, chương trình đổi mới tận dụng công nghệ để thu hút các học sinh tương lai và gia đình của họ tham gia khám phá và khám phá STEAM. STEAM là viết tắt của khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học trên các lộ trình từ đại học đến nghề nghiệp. Ngoài ra, Autodesk còn xây dựng mối quan hệ để thiết lập với Đại học Hoyle và nghiên góp $1 triệu với mục đích mở rộng cơ sở sản xuất và chế tạo, cũng như các dịch vụ cho sinh viên. Bên cạnh đó, thúc đẩy sự đổi mới thông qua Next Level, một chương trình tài trợ và phát triển khả năng lãnh đạo mới được thiết kế với sự hợp tác của nhóm nguồn lực nhân viên với mục tiêu tăng cường những người da màu ít được đại diện trong vai trò lãnh đạo. Hơn thế nữa, Autodesk cũng tiếp tục phát triển và mở rộng chương trình nhóm nguồn lực nhân viên ERG của mình. Webinar những cập nhật mới nhất trong Autodesk Inventor 2024. Vào ngày 17 tháng 5 2023 vừa qua, Autodesk đã có tổ chức buổi webinar với chủ đề những cập nhật mới nhất trong phần mềm Inventor. Trong webinar này, mọi người đã được giới thiệu về những cải thiện mới nhất của Autodesk Inventor, bao gồm cả những tính năng giúp tăng hiệu suất và tiết kiệm thời gian cho các dự án thiết kế. Với hơn 30% người dùng Inventor sử dụng công cụ tự động hóa thiết kế iLogic để tiết kiệm hàng giờ đồng hồ cho mọi dự án, người dùng đã được hướng dẫn cách tận dụng tối đa thời gian của mình trong việc sử dụng Inventor. Các chuyên gia của Autodesk đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các tính năng mới nhất của Inventor 2024 và lộ trình sản phẩm của Autodesk trong tương lai. Chủ đề chính của webinar xoay quanh các vấn đề: các tính năng của Autodesk Inventor có thể làm gì để cải thiện hiệu suất trên các bộ lắp ráp lớn và bản vẽ? Các tính năng và cải thiện mới nhất trong Inventor 2024. Lộ trình sắp tới của Autodesk để tiếp cận đến người dùng một cách hiệu quả nhất. Hy vọng những kiến thức bổ ích này sẽ được áp dụng vào công việc của mọi người và đạt được những thành công mới trong lĩnh vực thiết kế. Tiếp theo trong nội dung OneGate News tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc mở file DWG, cụ thể là các bản vẽ đã được trích xuất sang layout trên AutoCAD cho Fusion 360, nhằm mục đích tận dụng tối đa những lợi ích mà hai phần mềm này mang lại, cũng như cải thiện quá trình cộng tác. Fusion 360 cho phép bạn mở trực tiếp file DWG từ AutoCAD. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn chỉ muốn sử dụng lại một vài chi tiết nhất định từ file DWG lớn. Để làm được điều này, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuyển các chi tiết mong muốn từ tab model sang tab layout trên AutoCAD. Tiếp theo, hãy sử dụng lệnh export layout để tạo một file DWG lớn, bao gồm tất cả thông tin hình học cần thiết để chuyển sang Fusion 360. Khi thực hiện xong các bước hướng dẫn trên, bạn có thể dễ dàng trích xuất dữ liệu 2D từ AutoCAD, chuyển đổi chúng thành mô hình 3D trên Fusion 360. Việc này không chỉ tiết kiệm thời gian trong giai đoạn xây dựng mô hình từ bản vẽ AutoCAD mà còn tối ưu quy trình thiết kế và nâng cao hiệu suất làm việc. Như vậy là Autodesk đã chính thức phát hành phiên bản AutoCAD 2024. Theo đúng như lộ trình hàng năm của họ, trong phiên bản 2024 mà Autodesk vừa mới phát hành, cải tiến nổi bật nhất của AutoCAD đối với hệ điều hành macOS đó chính là việc AutoCAD và AutoCAD LT Format 2024 đã được cập nhật để có thể tương thích tốt nhất trên dòng chip M1 và chip M2 của Apple.
Từ đó AutoCAD và AutoCAD LT Format hoạt động và tận dụng tốt nhất sức mạnh của các chiếc Apple Silicon. Để nắm được các cải tiến này thì các bạn có thể tìm hiểu một cách đơn giản như sau. Nếu như trước đây AutoCAD và AutoCAD LT Format chưa được hỗ trợ chạy phần mềm trực tiếp trên CPU của các dòng chip M1 và M2 đến từ nhà Apple, giờ đây đã được hỗ trợ và người dùng có thể chạy phần mềm trực tiếp trên CPU của máy tính mà không cần thông qua bất kỳ lớp trung gian nào như máy ảo và các trình hỗ trợ khác. Việc AutoCAD và AutoCAD LT Format 2024 tương thích với các chip Apple Silicon, phần mềm này sẽ chạy nhanh hơn, hiệu quả hơn và cho phép phần mềm sử dụng tối ưu các tính năng của CPU và hệ thống máy tính, cũng như tận dụng được tất cả các tài nguyên của phần cứng mà chip M1 và M2 mang lại. Mình hy vọng rằng với các cải tiến mới này sẽ làm cho những người sử dụng phần mềm AutoCAD trên nền tảng macOS cảm thấy vui mừng và phấn khởi, từ đó sẽ giúp cho người dùng có thể có những trải nghiệm mượt mà hơn và tối ưu hơn trong công việc của mình. TSB, viết tắt là Transport Statement Bubble, gọi là tàu điện tử. Các quyết định chính trị nhằm mang lại sự thay đổi về tính di động và giảm lượng khí thải trong lĩnh vực giao thông đã làm cho các cơ quan công quyền phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết một cách nhanh chóng. Và đây là khởi đầu để tiềm năng của TSB được công nhận. Công ty xây dựng và hạ tầng ở Đức, Max Volvo, đã phát triển một giải pháp vận chuyển giao thông công cộng và vận chuyển container tự động bền vững, hiệu quả về chi phí bằng cách sử dụng Civo 3D, InfraWork và 3DS Max trong bộ phần mềm Architecture Engineering Construction Collection, AAC Collection của Autodesk. Công ty đã tạo ra các hình ảnh minh họa nhanh hơn đến 70%. Các phần mềm này đã cho phép họ tạo ra các tuyến đường sơ bộ, hoạt ảnh và mô hình thực tế tăng cường chỉ trong vài ngày. Tàu điện tử TSB hoạt động hoàn toàn bằng điện mà gần như không gây tiếng ồn hoặc rung, đạt tốc độ tối đa 150 km/h. Từ đó đã giúp giảm 20% chi phí vận hành, vận chuyển tiết kiệm năng lượng và giải tách bền vững cho các khu vực có mật độ dân số cao. Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Chào tạm biệt!